sợ em vô cái em dẹp cái cho anh chụp hình được hả? Báo động chạy chạy. Vi chờ nó. Đèn lô đi. Chờ 25 giờ tới đó. Mấy ngày chuẩn bị chạy này. Canh giờ đi lượm mà cái dây này cái chụp hình anh chụp. Trời ơi, vợ chồng quen nhau mà. Bên này làm không chịu. Ủa ai này cứ bê tới bê lui cái này vô đây. Không, cái này cái cụ cái sao tóc này. Hôm qua để bên đó rồi đi. Cái này thì sao chót nó dễ. Không, vấn đề là mình phải cắt, mình phải thử chứ chứ bây giờ thử chơi luôn quá xong hai cái vấn đề đó thì còn đường gì rõ đường rõ cái này là còn cái này chồng em phải thử à. Báo động kìa. Chạy ghế này không vừa. Anh thấy ghế này không vừa. Tự nhiên không vừa.